Rồi, xin chào các bác nha. Tôi là Tính, tôi đang công tác tại Hyundai Trường Chinh, Sài Gòn. Hôm nay là ngày mùng 8 Tết 2022, là một ngày rất đẹp ha. Đại lý tôi đã làm việc vào ngày hôm qua là ngày mùng 7, và ngày hôm qua có tới hơn 10 khách hàng đến đặt cọc để lấy lộc đầu năm. Hôm nay ngày mùng 8 là một ngày rất đẹp, thì hy vọng là sẽ được rất nhiều khách hàng đến ủng hộ chúng tôi. Và nếu như khách hàng đặt cọc tại Hyundai Trường Chinh từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 10, thì khách hàng sẽ được một bao lì xì là 6.8 triệu. 6.8 là lộc phát, hy vọng nó sẽ mang đến cái sự may mắn cho khách hàng. Và khi khách hàng nhận xe thì bên đại lý sẽ trao tặng cái bao lì xì 6.8 triệu cho khách hàng. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác là bên tôi đang có sẵn một con Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp nhất, màu đen, máy xăng, để giao ngay cho mọi người. Đây là cái con xe mà sản xuất năm 2022 luôn và đã có tính năng mới, ga tự động thích ứng Smart Cruise Control. Xe và hồ sơ có sẵn màu đen. Mọi người có thể đến Hyundai Trường Chinh để mua và giao ngay luôn nhé, không phải chờ đợi. Bây giờ Santa Fe mà giao ngay là rất hiếm, tại vì không, gần như là không có, đã bán hết trước Tết rồi. Còn nếu không thì mình sẽ đợi vào tầm cuối tháng 2 hoặc là tháng 3, có những xe tới tháng 4 mới giao được. Thì ai đã lựa chọn phiên bản máy xăng cao cấp màu đen của Santa Fe thì có thể alo cho tôi theo cái số trên tiêu đề, tôi sẽ hỗ trợ tư vấn. Và bên tôi sẽ giao xe toàn quốc nhé. Nếu mà giao xe các tỉnh xa quá thì khách hàng sẽ chịu cái phí vận chuyển giúp chúng tôi nhé. Xe nó hơi bẩn một xíu, tôi lười rửa quá, các bác thông cảm giúp tôi nhé. Xe 2022 thì mọi người căn cứ vào cái điểm này để biết nè. Nếu mà nhìn trên xe đó thì trên cái kính chắn gió nó có một cái ô như thế này. Đây chính là cái ô số khung của nó. Thật ra số khung nó đóng trên khung cơ, nhưng mà nó đóng ở đây nữa cho mình dễ thấy. Thì mình cứ đếm ký tự từ bên trái sang bên phải, ký tự thứ 10 thì ký tự thứ 10 là chữ N sau chữ D đấy. N có nghĩa là số VIN sản xuất năm 2022, xe vừa sản xuất luôn. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng cho mọi người xem, giới thiệu lại về những cái điểm nổi bật của con xe này. Đây là con xe sử dụng động cơ mới nhé, động cơ 2.5 Smart Stream. Đây là động cơ thế hệ mới, sử dụng hộp số 6 cấp, 6 AT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian hatchback. Toàn bộ những cái tính năng trên con xe này là gần như là tương đồng so với bản máy dầu cao cấp. Chỉ khác nhau một điểm, đó là con máy dầu nó sẽ có 7 chế độ lái, còn riêng con máy xăng chỉ có 4 chế độ lái thôi. Và dĩ nhiên là máy dầu và máy xăng nó sẽ khác nhau về động cơ và hộp số rồi, còn lại là y hệt ha. Nếu như mọi người không để ý kỹ là cũng không biết được con nào xăng, con nào dầu đâu. Màu đen thì nhìn rất là ngầu, rất là cá tính. Những cái bọc ni lông này là chưa lột ra nhé, bên dưới nó sẽ là mạ chrome hết. Khi giao xe vệ sinh xong thì bên tôi sẽ lột ra để giao đến khách hàng. Hơi bẩn nha, mọi người thông cảm. Nội thất thì toàn bộ nó sẽ là phối giữa màu da nâu như thế này, và những cái phần trên này nó sẽ là màu đen. Đây có một cái phần viền giả carbon. Cái tiếng đóng cửa của Santa Fe nó sang lắm, nó chắc. Trong tất cả những cái xe của Hyundai bán tại Việt Nam á, xe phân phối chính hãng thì Santa Fe là con xe được hoàn thiện tốt nhất. Loa 10 loa Harman Kardon ha. Hai ghế phía trước đều là chỉnh điện. Nó có tính năng là làm mát ghế và sấy ghế luôn. Táp lô toàn bộ là da và nhựa mềm thôi, rất là sang. Về cái sự sang trọng thì Santa Fe có lẽ là con xe mà có cái thiết kế và được sử dụng những cái vật liệu gần như là cao cấp nhất ở cái tầm tiền của nó. Yên ngựa. Đây là núm để điều chỉnh các cái chế độ lái này, có 4 chế độ lái. Cần sổ dạng nút bấm điện tử. Con này nó chìa khóa nó có đề từ xa nhé, nó có cái nút đề từ xa này, và nó có thêm một cái thẻ chìa khóa nữa, Smart Car Key. Cái thẻ đấy thì mình có thể sử dụng thay thế chìa khóa luôn, không cần mang chìa khóa, mang cái thẻ đấy là vô xe sử dụng bình thường, đề nổ máy các thứ. Santa Fe nó có cái hay là nó có cái rèm che phía sau này. Nhiều xe nó không được trang bị đâu, phải đi độ. Cái này tôi thấy rất là cần thiết, nhưng mà không hiểu sao nhiều hãng xe người ta không trang bị. Chi phí thì không quá cao đâu, làm đơn giản, nhưng mà các hãng người ta không có trang bị cái này. Cái này là nguyên zin theo xe, nó có sẵn nha. Bọc ni lông còn nguyên hết. Đối với Santa Fe thì hàng ghế 2 thì rất là rộng rồi. Nếu như mà ngồi 5 người, ngồi chỉ có 2 hàng đầu này thì
ghế rộng lắm. Và cái ghế này mình có thể trượt tới lui được nè. Nó có một cái lẫy dưới này nè. Đấy, như này trượt lui. Ngã như này là ngã hết cỡ rồi nè. Thì ngồi như này là thoải mái rồi. Còn nếu như mà mình ngồi thêm cái hàng cuối nữa thì mình trượt cái ghế này tới trước một xíu, dựng đứng cái lưng lên một tí nữa để cho người đằng sau người ta thoải mái hơn. Cổng sạc điện thoại ở dưới nè, cửa gió. Trên này cửa sổ trời toàn cảnh nè, kéo dài trước sau. Cái cửa sổ trời toàn cảnh này người Việt Nam mình rất là thích ha. Những cái xe mà trên 1 tỷ mà không có cửa sổ trời là khách hàng họ không hài lòng đâu. Như con Tucson á, Tucson mới ra các phiên bản thấp hơn của nó lại bị cắt cái cửa sổ trời thì khách hàng họ không hài lòng chút nào. Bản này có camera trên gương nè. Camera 360 nằm trên gương hết. Có cảnh báo điểm mù cũng nằm trên gương. Đây nè, cái hình tam giác này chính là cảnh báo điểm mù. Mâm thì nó vẫn là kích thước là 19 inch, mâm đúc hết. Và nó có cảm biến xúc lốp nguyên zin ha. Gầm là 185mm. Hệ thống treo trước là MacPherson, treo sau là liên kết đa điểm. Này, hai cái ô phía sau là nó làm sẵn tối màu rồi nhá. Mình đi dán phim vô là tối om mà. Là bên ngoài không có nhìn thấy gì bên trong đâu. Nó tạo cái sự riêng tư. Đèn hậu dạng LED hết, thiết kế mới. Nhưng mà cái dãy này nó không có đèn đâu nha. Nó chỉ sáng hai bên thôi. Cốp điện, chỉnh điện. Con này mà để mà mở cốp là có 5 cách lận á. Chắc chắn những cái con nào mà cốp nó mở điện á thì nó sẽ chống kẹt nha. Nó có nhớ vị trí cốp, nó có mở cốp thông minh nữa. Đây, ba hàng ghế. Nếu mà không xài hàng cuối thì cứ gập xuống thì cái diện tích để mà để đồ thì rất là rộng. Ram che hành lý nè. Bánh xe cua nằm bên dưới gầm này nhé. Nhớ ghế lái hai vị trí nè. Cái này cũng ít xe trang bị lắm. Ghế lái chỉnh điện 14 hướng. Vô lăng trợ lực điện biến thiên. Đầy đủ các tính năng. Êm lắm. Cái động cơ mới này, đặc trưng nhất của cái động cơ mới này là nó êm. Êm hơn hẳn so với thế hệ trước đó. Tucson động cơ mới cũng vậy, êm lắm. Màn hình trung tâm. Cái màn hình này là kích thước là hơn 12 inch này. Cái hay của nó là có sẵn bản đồ tiếng Việt update miễn phí. Nó giống Vietmap vậy đó. Và nó có cảnh báo tốc độ này, đi vào đường nào tốc độ bao nhiêu nó cảnh báo hết cho mình. Còn không thích xài cái này thì có thể xài Apple CarPlay, Android Auto. Đấy. Vô lăng có lại chuyển số hết nhé. Đây là tính năng mọi người rất là quan tâm, chính là cái nó có cái vạch này này, là nó có giữ khoảng cách với xe phía trước, chính là cái tính năng mới đó, Adaptive Cruise Control, hay còn gọi một cái tên khác mà bên Hyundai họ gọi là Smart Cruise Control, giữ khoảng cách với xe phía trước, ga tự động thích ứng đấy. Con này nó có nguyên cái gói Hyundai Smart Sense mà đầy đủ cả. Còn đây là khi mà mọi người chạy á, cái moment nó truyền tới bánh trước bánh sau như thế nào, từng bánh nó sẽ hiện rõ lên đây nè. Và khi mình đổi các cái chế độ lái á, mình chạy mình sẽ thấy ngay. Có 4 chế độ lái à. Thích chế độ nào mình chọn chế độ đây. Trên này nó có một cái HUD nè, đấy mọi người sẽ thấy nó chiếu lên đó. Chiếu lên tốc độ và một vài cái thông số nữa. Cái này rất là hay nha, nó tiện lợi lắm. Mình nhìn cái là mình thấy ngay cái thông số. Gương chống chói tự động. Cửa sổ trời toàn cảnh hết. Mấy cái con mà như Fortuner này kia, hoặc là tất cả những cái con xe khác luôn, mà tầm 1.5 tỷ đổ lại, mình gần như là cửa sổ trời không thể nào to được như Santa Fe. Cũng là cửa sổ trời, nhưng mà nó không to được như Santa Fe thôi. Cửa sổ trời dạng nhỏ hơn. Còn về các cái tính năng an toàn thì mọi người không phải lo đâu ha. Tại vì Santa Fe bây giờ là một trong những cái xe mà được trang bị những cái
công nghệ an toàn mà nhiều nhất, 6 túi khí cân bằng điện tử các thứ có hết, hỗ trợ xuống dốc khởi hành ngang dốc, tá lại hết rồi. Nó còn được trang bị những cái công nghệ an toàn cao cấp, ví dụ như là FCA. FCA là tính năng là hỗ trợ phòng tránh va chạm với người phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù nè, rồi đèn pha thích ứng, ga tự động thích ứng, cảnh báo người lái mất tập trung, đó, có hết. Rồi cảnh báo người lái khi lùi mà có phương tiện cắt ngang, nó cảnh báo luôn. Rồi cảnh báo khi mà mình dừng xe mà có người phía sau mà mở cửa mà có xe đằng sau nó chạy đến, nó cũng cảnh báo cho mọi người hết. Cảnh báo có trẻ em ở trong xe, đủ hết. Đó, mọi người không phải lo về các cái tính năng an toàn đâu. Thậm chí là nhiều người còn thấy nó phiền phức quá. Khi mà mua xe về á, bên tôi cài sẵn những cái tính năng đấy, cái khi ra đường vòng lại một cái mình chưa kịp phanh, có những xe máy nó tạt đầu cái xe nó tự phanh hết, lại thấy phiền phức quá, lại nhờ bên tôi tắt tính năng đấy đi. Đó thì tôi chỉ điểm qua những cái thông số chính thôi ha. Các bác nếu quan tâm về con Santa Fe phiên bản máy xăng cao cấp, bản máy 2.5 cao cấp màu đen này, giao ngay thì cứ alo cho tôi nhé. Hoặc là cần tư vấn tất cả những xe Hyundai khác thì cứ alo cho tôi. Cảm ơn các bác.